Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng loa acoustic giá rẻ thôi. Nhưng mà theo mình thì thấy là cực kỳ chất lượng. Âm guitar và hát thì rất là hay luôn. Đó là dòng BB60D. Một dòng loa của Kool Music. Thì nó có 4 kênh, 2 guitar và 2 micro. Thì mỗi kênh thì mình có thể chỉnh độc lập hết. Mình chỉnh bass treble, mình chỉnh hiệu ứng delay, chorus hoặc là vang. Thì độc lập ở mỗi kênh thì mình để chỉnh được hết. Và nó xài được pin và điện luôn. Pin thì xài từ 6 cho tới 8 tiếng liên tục. Và có Bluetooth, rồi có thể livestream bằng điện thoại. Rồi, và bây giờ mình sẽ test thử âm guitar của loa này nha. Mình đây, mình có một cây guitar rồi đây. Mình sẽ ghim vào và thêm một tí vang vào thôi. Ok. Các bạn có nghe thấy tiếng guitar của em nó không? Thử một xíu nữa nha.